Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ukraine sẽ được kết nạp vào Liên Hiệp Châu Âu AFI tiếng Việt ngày 8 tháng 11 loan tin, Ủy ban Châu Âu khuyến nghị mở đàm phán kết nạp Ukraine Theo đó, ngày 8 tháng 11 được xem là ngày lịch sử đối với Kiev Ủy ban Châu Âu vừa khuyến nghị mở đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova vào Liên Hiệp Châu Âu Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng thông báo trao tư cách ứng viên cho Georgia. Ngay lập tức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hoan nghênh quyết định đúng đắn của Ủy ban châu Âu. Trước đó, AFI cho biết vào tháng 6 năm 2022, Brussels đã trao cho Ukraine tư cách ứng viên để có thể sang được giai đoạn tiếp theo là mở đàm phán kết nạp. Ủy ban châu Âu ấn định 7 tiêu chí mà Kiev phải đáp ứng, trong đó có chống tham nhũng trên diện rộng và cải cách tư pháp. AFI dẫn một hãng tin của Pháp cho biết trong chuyến công du Kiev bất ngờ vào ngày 4 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã tỏ ra tin tưởng vào chính quyền Kiev có thể nhận được quyết định lịch sử mở ra tiến trình đàm phán gia nhập ngày năm nay 2023 bởi vì Ukraine đã hoàn thành hơn 90% công việc. Hình ảnh bản tin trên AFI. Thông tin viên AFI Emmanuel Chaves tại Kiev cho biết thêm những nỗ lực chống tham nhũng của Ukraine để gia nhập Liên hiệp châu Âu. Ukraine biết là phải nỗ lực chống tham nhũng, tuy có nhiều vụ tai tiếng ở Ukraine, ví dụ như một số bộ trưởng từ chức, rồi đến các vụ bắt giữ vì biển thủ công quỹ vẫn được đề cập trên trang nhất các báo, thì cũng phải nói đến một số tiến bộ. Như nhận định của Alexander Kalitanko, luật gia của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, ông nói rất nhiều việc đã được thực hiện mở ra một cuốn sổ đăng ký cho công chúng có thể truy cập tái lập quy định bắt buộc các chính đảng phải báo cáo về tài chính một biện pháp đáng ghi nhận khác là thông qua chiến lược chống tham nhũng ở cấp liên bang quý vị thấy trên truyền thông có nhiều bài viết về những nghi ngờ liên quan đến những chính khách về một số vụ tai tiếng đó là một dấu hiệu tốt bởi vì sẽ nguy hiểm hơn nếu việc đó diễn ra trong im lặng ông kalitenko cũng như nhiều luật gia khác muốn các cơ quan chống tham nhũng được độc lập hơn, đặc biệt là để tránh những can thiệp hoặc xung đột lợi ích từ các cơ quan chống tham nhũng đến công tố viên được chỉ định rồi tòa án cấp cao và cơ quan phòng chống tham nhũng, để làm được như vậy tổ chức minh bạch quốc tế đề xuất 85 khuyến nghị mà chính phủ có thể lựa chọn xem xét hoặc không. Hình ảnh tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở giữa và hai lãnh đạo liên hiệp châu Âu tại thượng đỉnh Brussels hôm 9 tháng 2. Bên cạnh đó, AFI cho hay G7 khẳng định tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Theo đó, G7 hứa tiếp tục đoàn kết để kiên định hỗ trợ Ukraine chống cuộc xâm lược của Nga, bất chấp tình thế hiện nay. Ý muốn nói đến cuộc xung đột Israel Hamas theo thông cáo ngày 8 tháng 11 của Bộ ngoại giao Nhật Bản. Ngoại trưởng các nước G7 họp tại Tokyo cũng khẳng định tiếp tục cùng nhau áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Moscow, tăng cường nỗ lực tái thiết Ukraine trong trung và dài hạn cũng như nỗ lực hướng tới một tiến trình hòa bình với các đối tác quốc tế. Nga bắt đầu cuộc tấn công xâm lược toàn diện Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, một trong những lý do mà phía Nga đưa ra là Ukraine muốn gia nhập NATO để thoát khỏi sự phụ thuộc vào nga phía nga cho rằng điều này đe dọa đến không gian sinh tồn của nga và vùng đệm giữa đông và tây tuy nhiên trái ngược với mong muốn của nga cuộc xâm lược này đã khiến các quốc gia phương tây thể hiện tính đoàn kết của mình với ukraine mỹ đức ba lan séc và các quốc gia khác đã cung cấp vũ khí cho quân đội ukraine các quốc gia châu âu mở cửa đón hàng triệu người tị nạn đến từ ukraine để giúp đỡ họ ổn định cuộc sống bên cạnh đó sự kiên cường của giới lãnh đạo quân đội và người dân ukraine trong cuộc chiến đã làm cho thế giới phải nảy phục về việc ukraine được gia nhập eu như là một kết quả tất yếu quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo d với bản tin ukraine sẽ được kết nạp vào liên hiệp châu âu một trung tá công an nói đùa về súng trên máy bay Ngày 9 tháng 11, VOA Tiếng Việt cho hay, Trung tá Công an nói đùa về súng làm hoãn chuyến bay đối mặt với khoản phạt trăm triệu đồng. Theo đó, một chuyến bay bị hoãn lại ở sân bay Đà Nẵng vào tối ngày 7 tháng 11 do hai người đàn ông đùa giỡn với nhau, đề cập đến súng trong hành lý và một trong hai người là Trung tá Công an. Các báo thanh niên, tuổi trẻ, lao động và nhiều báo khác đưa tin. VOA dẫn tin từ báo thanh niên cho biết hôm 9 tháng 11, nhà chức trách đã xác định danh tính của hai người gây ra vụ việc là Nguyễn Đức Trọng, 30 tuổi và Lê Xuân Quang, 40 tuổi, đều là người của tỉnh Thái Bình. Ông Lê Xuân Quang còn được viết tắt là LXQ trong các bài báo của tuổi trẻ lao động là Trung tá Phó trưởng Phòng An ninh mạng thuộc Công an tỉnh Thái Bình, theo các bản tin trong nước. Hình ảnh bản tin trên VOA. VOA dẫn tin trong nước cho hay vụ việc xảy ra trên chuyến bay số hiệu VN-186 mà theo lịch bay thường lệ, máy bay xuất phát lúc 19 giờ 25 phút đi từ Đà Nẵng đến Hà Nội. Tuy nhiên, vào buổi tối ngày 7 tháng 11, hai hành khách có tên nêu trên đã đùa giỡn với nhau và họ nói là cất súng trong hành lý khi đi lên máy bay. Bị tiếp viên nghe thấy dẫn đến chuyến bay phải dừng khẩn cấp. Các báo tường thuật theo VOA, cơ trưởng đã yêu cầu an ninh hỗ trợ, đồng thời quyết định từ chối vận chuyển hai vị hành khách đó và lập biên bản về vụ việc. Các bản tin cho hay, lực lượng an ninh trật tự của sân bay Đà Nẵng đã triển khai đến hiện trường áp giải hai hành khách này rời máy bay. Ngoài ra, vẫn theo VOA, đoàn bay cũng đưa toàn bộ hành khách và hành lý sắp tay trên máy bay vào lại nhà ga và tái kiểm tra an ninh. Toàn bộ máy bay cũng được kiểm tra lại, theo các báo cáo trong nước. Phải đến 22 giờ đêm ngày 7 tháng 11, máy bay mới lên đường đi từ Đà Nẵng đến Hà Nội. Riêng hai vị hành khách gây ra rắc rối bị đưa về phòng trực ban an ninh hàng không, qua lục soát người, hành lý, sách tay, nhà chức trách không phát hiện súng, hàng nguy hiểm hay chất cấm cháy nổ. Theo quan sát của VOA, trên mạng xã hội nhiều người chê trách và bày tỏ bức xúc về việc thiếu hiểu biết pháp luật, ý thức và trách nhiệm của nhân viên trung tá công an. Viên công an này và vị hành khách cùng đùa cợt với ông hiện đang đối diện với khoản phạt và bồi thường thiệt hại cho hãng hàng không có thể lên đến cả trăm triệu đồng, theo tìm hiểu của VOA. Hình ảnh vụ nói đùa có bơm năm 2011. VOA cũng cho biết một nghị định năm 2018 của chính phủ Việt Nam có các điều khoản nói rằng người cung cấp thông tin thất thiệt về súng, đạn, bơm, mìn, vật liệu, nổ, vân vân gây ảnh hưởng đến hoạt động của hãng hàng không dân dụng tùy theo mức độ nghiêm trọng sẽ bị phạt từ 3 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Chưa kể phải đền bù thiệt hại do phía hàng không chứng minh bằng các hóa đơn chứng từ hợp lệ. VOA cho biết Việt Nam từng có tiền lệ xử án và phạt một nữ hành khách hồi năm 2012 vì bà này nói đùa là có bơm trong hành lý khi lên máy bay. Người phụ nữ có tên là Hồ Thị Thanh Tuyền đã bị một tòa án ở Hà Nội tuyên phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo và bồi thường cho hãng hàng không 100 triệu đồng. Theo cáo trạng, lúc 15 giờ 50 phút ngày 9 tháng 7 năm 2011, Hồ Thị Thanh Tuyền sinh năm 1987 tại Đà Lạt, Lâm Đồng, có chuyến bay từ Hà Nội đi Đà Lạt, dự kiến cất cánh vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày. Do không bỏ được túi đồ vào học để đồ, nên Tuyền nhờ một tiếp viên giúp và nói đùa. Nếu trong túi này có bơm và bỏ vào học để đồ nó phát nổ thì sao? Nam tiếp viên này đã báo cáo sự việc với tiếp viên trưởng và sau đó là báo với cơ trưởng của chuyến bay. Ngay sau đó, 171 hành khách trên chuyến bay này đã được sơ tán và mọi biện pháp kiểm tra an ninh hành lý đã được thực hiện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo chấm d với bản tin một trung tá công an nói đùa về súng trên máy bay. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm d